Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Sky Factory 4. Và chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục thực hiện những cái thành tựu ở trong đây. Mở lên, thì mình đang coi ở trong này nó có nhiều cái. Ví dụ như ở đây, ta chỉ cần phải có một cái món đồ Tinker Construct mà có thể gắn được Unbreakable. Nghĩa là ta sẽ cần phải lấy một món đồ nào đó đi đào thiệt là nhiều. Cây này đang ở 1779 trên 2000. Và nó đang có ở trong đây là hai cái modifier. Như vậy chúng ta sẽ cần phải cho thêm vô trọng. Và ta sẽ không thể nào cho modifier vô theo cách phiên bản 1.7 được. Nhưng mà mình vẫn sẽ làm cho mọi người coi. Đầu tiên chúng ta sẽ cần có cục vàng. Và ta cần phải có cục kim cương. Đây là nguyên khối luôn. Kim cương. Rồi qua bển. Đây là cái tool fork. Mở lên. Bỏ vô. Tháo này ra. Bỏ này vô. Không được. Không thể nào bỏ vô được. Và chúng ta sẽ lấy một cái khối vàng. Đâu khối vàng đâu. Ê khối kim cương chứ. Và lấy cái Enchanted Golden Apple. Có không? Ta sẽ cần phải có cái trái bự bự đó. Nó đây. Cần một đống vàng luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mở lên. Bang. Và ta bỏ vô một lần nữa. Bang bang. Không có gì hết. Ở đây không hề có một cái gì hết. Nghĩa là chúng ta sẽ không thấy nó chuyển qua bên này được. Rồi Nether Star là một cái ngôi sao Nether mình có luôn. Bỏ vô. Và nó có gì đây? Ngôi sao Nether nó có sâu bao chứ không phải là cho thêm modifier. Hay là nó cho thêm chỗ để chúng ta có thể gắn thêm được những cái modifier khác hay là những cái giúp cho cái cây này mạnh hơn nữa. Và nó chỉ cho sâu bao mà thôi. Thì sâu bao nghĩa là nó sẽ không mất đi khi chúng ta chết. Nó sẽ giữ lại trong người giống như những cái đồ chúng ta ép. Cũng được, và nó lên thêm một cái màu nữa ở phía trên cái đầu. Thì mình sẽ gắn vào trong này luôn. Chơi một cái ngôi sao Nether luôn. Và nó không ảnh hưởng gì tới những cái phần khác hết. Ví dụ như mình đổi cái này lên được không? Vẫn được luôn. Cây này thì chúng ta đã xài hết modifier chưa? Xài hết trơn luôn rồi. Và nó sẽ có sâu bao. Mấy này có sâu bao đã quá. Chắc cho thêm cái nữa lấy sâu bao chơi coi. Cái này cho thêm sâu bao được không? Lấy, coi thử. Ví dụ như mũi tên chúng ta có sâu bao không? Có luôn, cái gì cũng có sâu bao hết trơn hết đó. Đã thiệt. Nhưng mà chúng ta sẽ ưu tiên cây này trước đi. Và mình sẽ chơi sang một cái. Và còn cái nữa nè. Chơi sang cái nữa. Chơi sang cái thứ hai. Bắn cung. Ta nhìn ở bên phải. Giờ mình sẽ tháo cái này đem cất. Ta nhìn ở bên phải. Ta có thể thấy được một phần của cái ngôi sao Nether đó. Quá dữ. Rồi giờ tháo này xuống nha. Sau đó chúng ta sẽ cần phải coi tiếp. Mình phải qua bên kia. Như vậy là ta nên xài cái này đi rồi sửa. Xài xong rồi sửa. Qua bên Nether. Nether đâu? Bánh Nether, Lost City, Nether Cake. Sẵn qua đây đào thêm mấy món đồ. Ví dụ như Cobble đây. Quá chừng luôn. Đã quá. Và đập ra. Ê gì vậy? Lỡ tay. Và chúng ta có được cái này lên cấp chưa? Chưa nữa, thiếu chút xíu. Và cần phải sửa nó lại. Nó sẽ lên một cấp nữa. Và ở đây ta có Adai. Lấy luôn. Giờ đập ra. Bây giờ phải tự đào nha. Thì chúng ta mới dễ lên modifier. Và lên cấp độ Adapt. Nó cho modifier một cái. Chúng ta sẽ cần phải có 3 modifier nữa. Và cần có XP là 4000 hả? Wow, nó tăng gấp đôi lên hồi nãy rồi đó. Giờ ví dụ như chúng ta đào cái mớ Nether Quartz này đi. Đập ra. Và nó được bao nhiêu? 34, từ 6 lên 34. Không lẽ một cục được có một thôi. Chúng ta sẽ coi. Ở đâu có chỗ đứng một cái. Leo lên đứng và đập. 34 giờ lên 35 không? 35. Và mỗi một cục chỉ được một. Mỗi một lần đào chỉ được một mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đập cái cục này ra. Lên 36 này nha. 36. Như vậy là nó không có phân biệt giữa các loại khoáng sản. Ví dụ như đồ xịn thì nó sẽ đào được nhiều thì không có. Nó như nhau hết. Mấy cái cobble quá chừng luôn kìa. Quá chừng thiệt á. Đây nhìn ra một đống luôn nè. À đây thì nó hơi hiếm hơn chút xíu. Nhưng mà chúng ta có thể lấy hết. Không có chữa gì hết. Và đập ra thêm phát nữa coi. Giờ nhanh nhất nếu mà muốn luyện cấp á. Theo mình nghĩ là ta sẽ phải vô đào những cái phần netherrack hay là những cái cục này nè. Những cái cục gạch ở Nether ra. Chúng ta leo lên trên cao thì cao coi. Ở trên đây. Đây là nơi cao nhất chưa?
Nó không có cái nóc. Chúng ta đã vượt qua nóc rồi đó. Nó không có nóc nữa. Đây ta lên nữa coi. Chúng ta chưa bao giờ lên trên Nether mà cao thì cao ha. 255 là nơi cao nhất. Bình thường Nether nó sẽ dừng lại ở 120 là nó sẽ dừng lại. Và ta lên tới 230 mấy rồi kìa. 200 không, 300 mấy luôn rồi, 400 mấy luôn. Nghĩa là đã lên rất cao. Rồi ta xuống dưới lại. Và chỗ này nó lên nhiêu ạ? 255 không? 233. Mình đang coi chữ Y bên kia. Thì như vậy cũng chính xác, không có sai. Và lên đây đập mấy này ra là được. Có mấy con bên kia kìa. Đánh tới không ta? Đánh tới luôn. Thấy hả? Thấy là quá trễ rồi. Chuyện gì vậy? Bình tĩnh. Tại vì chặt xa quá. Chơi vậy kỳ quá. Mấy con kia đâu phát hiện đâu. Và nó rớt ra gì kìa? Rớt ra mấy bộ phận thôi. Nhìn không có xịn lắm cho nên chúng ta không có lấy về. Và con này làm gì ở đây vậy hả? Bây giờ thử nha. Bây giờ mình sẽ thử xài hết độ bền của nó luôn. Vô. Wow. Ghê chưa? Cây này hư liền luôn. Được 1.700. Đã 1.700. Cái này luyện cũng nhanh đó, chứ không có chậm đâu. Và có cái phần nham thạch ở đây thôi. Để mình kéo cái này lên. Mình che cái phần nham thạch đó lại luôn đi. Cho nó đừng có chảy xuống nữa. Nó chảy xuống phiền lắm. Đó thấy không? Nó chảy xuống rất là phiền toái nhiều điều. Mình không có muốn nó chảy ra. Cho nên chúng ta sẽ che nó lại nha. Nó mà chảy ra là vậy nè. Tùm lum hết trơn à. Đừng có chảy nữa. Được rồi đó. Và có đầu con play nữa kìa. Tại vì cái này nó có cái bị hết đinh không? Không có nhưng mà vẫn có cái đầu con play nữa ta. Ghê vậy. Headcrumb. Muốn gì đây? Mấy em này muốn gì? Hả? Muốn gì? Rớt một cái đầu bình thường thôi. Android head bình thường. Bỏ ơi. Sau khi sửa cái này xong, ta làm thêm phát nữa rồi. Làm thêm phát nữa cho vui cái nha. Để qua đây đi. Ê, đâu quá vậy? Làm gì đâu quá vậy? Mấy đứa bắn súng kìa. Rồi có con Wither Skeleton nữa. Vô đây. Vô đây. Xử hết. Và sập xuống. Chúng ta mau chóng kéo cái này lên. Rồi ta sẽ có ui da, ui da, ui da, ui da. Rồi che chỗ bên này lại. Uh oh. Cái phần nham thạch. Chuyện gì nó cháy hoài ta? Nghĩ cháy đi. Cháy hoài vậy? Rồi và phần nham thạch nó đang lan ra kìa. Đừng có lan ra nữa. Tôi không thích nham thạch lan ra đâu nha. Và cái này vừa gãy một lần nữa. Lên được 3.493. Rồi chúng ta lại quất thêm một phát nữa. Ở đây còn nham thạch kìa. Che lại. Rồi chúng ta có thể bỏ hết này được không? Bỏ hết coi. Không có bỏ hết được. Rồi chúng ta sẽ cần phải bỏ từ từ vậy. Và nói chung là có chỗ bỏ. Nhớ là phải bỏ ở đây nè. Ở giữa chỗ này một cái cho nó dễ. Rồi quăng ra quăng ra. Mình không cần những cái cục netherrack này làm gì đâu. Và netherrack có công thức gì không? Nó kiểm tra hết coi. Nether cluster. Nhiều khi đâu cần nhiều tới mức này đâu. Mấy cái này thì cũng tạm tạm đi. Đây là compressed netherrack. Làm gì? Chuyển thành double compress. Lên cấp độ cao hơn nữa. Thôi thôi cảm ơn. Tôi không cần nhiều vậy đâu nha. Và có bé quỷ lửa. Đứng lại. Ở đó dám chuẩn bị bắn tôi à. Giờ chúng ta sẽ lụm cái này đi. Và đập ra một cái. Lên cấp. Đã. Lên cấp liền. Và gần hư hết luôn. 8.000. Wow. Nhiều quá. Nhưng mà ta có thể làm được. Chúng ta có thể làm được liền. Và cần phải ăn vô một cái. Bị đói rồi. Hết sức luôn. Quá dữ quá dữ. Chúng ta sắp có được unbreakable rồi đó. Nghĩa là không bao giờ bị hư hết trơn đó. Mình sẽ cần phải dục hết cái mớ này nữa rồi. Ta ra đây dục bỏ. Dục bỏ dục bỏ. Rồi lấy cái cuốn này một cái. Chúng ta sẽ tạm thời. Đây là một cái vị trí tạm thời thôi. Có chỗ dịch chuyển về không? Không có. Vậy phải nhảy xuống rồi. Đường về ở đâu ạ? Tôi đang ở đâu? Đường về phía bên kia. Chúng ta lát nữa sẽ lên trển lại và nhảy xuống. Hui. À, nhâm thạch ghê quá.
chúng ta đã có những cái đồ để có thể sửa được cái cây pickaxe hay là cây cuốc chim này. Và nó sẽ có bao nhiêu? 2 modifier. Rồi chờ xíu, để mình lấy trong này. Cái miếng kia đâu rồi ta? Hôm bữa chúng ta làm dư mà. Cái miếng kia, cái miếng reinforced modifier. Đây, chúng ta có 3 cái còn dư nè. Nhưng mà bây giờ ta chưa có bỏ vô đâu. Để chúng ta có 3 cái modifier đi, 3 cái chỗ trống. Để vô một lượt, gì qua Lost City làm gì không? Qua bên kia, qua Lost City cũng được. Mà thôi qua bên Nether đi. Qua Nether. Đây là Nether. Và chúng ta sẽ đặt cái vị trí để sử dụng cuốn sách dịch chuyển về. Cái cuốn này chúng ta làm thêm vẫn được. Và nếu chúng ta làm thêm thì ta có thể dịch chuyển về cũng tốt. Và nó không cho mình gắn thêm nữa rồi. Ha 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 ha. Nhiều quá, không cho gắn thêm. Thôi thôi, ba anh trở anh đỡ. Rồi để nó lên đây một cái, nó lót ra một phát. Mọi người sẵn sàng tâm lý chưa? Cái này đã được sửa rồi nha. Giờ là 8.000. 8.000 nè. Và có nhâm thạch rớt xuống. Phải xử lý cái vụ nhâm thạch này ngay giờ luôn. Rồi bên dưới, bên dưới đó chúng ta chặn lại cho nó chính xác, là nó không có chảy ra bên ngoài là được. Ê, 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 mới nói. Xong rồi. Và nó sẽ như vậy. Hên quá, sửa kịp thời. 3.000, một phát được 3.000 liền. Nãy là ngàn mấy, nãy được ngàn mấy á. Chỗ này sao chưa chấm dứt nữa? Chỗ này còn nhâm thạch hả? Đó, bởi vậy còn nhâm thạch mà. Với lại chỗ này, chúng ta qua đây lấy này luôn đi. Sẵn đây lấy luôn. Đâu rồi? Mình bỏ cái mắc nét hay là cái 500 ở nhà rồi. Cho nên chúng ta phải cần phải lụm lại là vậy đó. Lụm hết mấy món này luôn. Và lụm hết mấy món này thì ta sẽ được thêm bao nhiêu đây? 3.000 mấy à? Đây nó có mấy cục này nữa. Mấy cục này đập bằng cái này cũng vẫn được. Wow. Nhưng mà hư mất tiêu rồi. Ủa kỳ vậy? Nó không tính. Gì vậy? Ăn vô. Mày mau chóng ăn vô. Ăn vô liền. Đây, ăn vô rồi nha. Được rồi. Và bây giờ là 3.054 trên 8.000. Đập tiếp. Và có nhanh thật không? Không có. Giờ là 4.008. 3.054 vậy được 1.008 một lần á. Cũng được. Như vậy là chúng ta sẽ cần bao nhiêu lần nữa? 1.008 một lần thì chúng ta sẽ có cho là 5.000 đi. 5.000 thì 3.000. Chắc cỡ 3 lần nữa. Rồi ta sẽ lên trên đây. Rồi sao rất ghê vậy? Rất ghê quá. Ui da, lại đói nữa rồi. Cơn đói làm chúng ta bị thương. Rồi chúng ta sẽ cần phải ăn. Ăn thêm miếng nữa. Chúng ta sẽ có bao nhiêu đây? 6.600. Cố lên, cố lên. Và một lần sữa nữa à? Ủa ít quá vậy. Và lên luôn. Chúng ta đã sử dụng thuần thục được cây kiếm này. Ê lộn, cái cây pickaxe này. Cây kiếm này không liên quan. Và đây là cây cuốc chim này đã được sử dụng thuần thục. Nó còn cấp độ nữa không? XP vẫn có luôn. 16.000. Nó tăng gấp đôi luôn các bạn ơi. Và chúng ta sẽ có dư được 3 chỗ. Vui rồi. Để ta có thể quay về. Ha 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 ha. Và ta sẽ cần phải dục bỏ mấy cái này đi. Thời khắc đã tới. Chúng ta đã có đủ thêm 3 modifier nữa. 3 chỗ nữa. Để ta có thể gắn vô đây. Cây này đang bị hư thì có unbreakable được không? Nó vẫn là broken cấp độ 3. Ê không phải, nó vẫn là hư. Nó vẫn đang bị hư nha. Và nó vẫn đang ở cái reinforce. Là từ cấp độ 2 lên 3. 3 lên 4. Và 4 lên unbreakable nhưng mà bị hư. Bị hư có xài được không? Nghi quá. Lỡ như không xài được sao ta? Có khi nào bị hư rồi không xài được không? Rồi cái cây này hư vĩnh viễn luôn không? Có không? Chúng ta sẽ thử nghiệm coi. Tại lỡ mà nó hư vĩnh viễn là mình cũng khóc hận với nó luôn á. Tự nhiên làm một cái cây unbreakable cực khổ nãy giờ mà nó hư vĩnh viễn nữa. Không, tôi không muốn điều đó diễn ra. Giờ chúng ta sẽ cần phải làm một cái đồ để sửa nó. Chúng ta sẽ cần phải sửa nó một cái. Có cái unbreakable, có cái không thể nào hư rồi.
cái cây đó là thoải mái xài luôn á. Lúc đó ta đi đào để kiếm modifier rất là dễ. Và vô đây chơi luôn nha. Và Unbroken Completionist, chúng ta đã coi coi đây và hoàn thành quy một cái trang này rồi. Age of Enhancement đã hoàn thành, trang 1, trang 2 hoàn thành. Farming thì chưa, nhưng mà giờ để đi test cái thứ mà ta vừa suy nghĩ ra tới, đó chính là có thể xài được hay không, không cần đi đâu xa, chỉ cần ở đây mà thôi. Ví dụ như ở đây. Unbreakable á cưng, chưa được đâu, phải sửa lại, phải như vậy thì mới được. Nó đã mất cái thanh độ bền chưa? Vẫn còn thanh độ bền, nhưng mà nó sẽ không hư nữa đâu. Test liền. Đó, ghê chưa? Không hư nữa. Và tuyệt vời quá. Giờ gắn này vô chổng. Ơi, coi chừng. Té xuống nữa. Và nó sẽ không mất độ bền. Vậy mới gọi là không bị hư chứ. Bị hư thì mất độ bền. Nói gì nữa. Giờ qua đây xử con này một cái. Xử con kia một cái. Để chúng ta được yên ổn. Và đây là cái gì? Energy Netherrack. Đập ra. Gì đập ghê vậy? Đập ra. Và lấy cục này về chúng ta nấu được Energy Glowstone á. Cái đó thì chúng ta nấu những cái cục đá tỏa sáng là được. Đập ra luôn. Và mình sẽ đi tìm một cái loại khoáng sản ở đây nữa. Nhưng mà nãy giờ mình chưa thấy. Đây là cái gì? Đây là Nether Quartz Ore đúng không? Chúng ta qua bển ta nhìn cái coi. Mấy cái đó là cái gì? Chỉ như vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta đang load một khu vực mới. Rồi tại đây chúng ta có khoáng sản gì nữa không? Ngoại trừ cái món đó. Rồi nhìn lên coi. Không thấy có loại khoáng sản gì nữa. Và có một cái mình không biết là ở bên dưới này nó sẽ là cái gì. Nó có phải là toàn bộ một cái khu vực toàn là nhâm thạch hay không? Chúng ta hãy đào xuống dưới. Chúng ta đang ở Y24, Y10 mấy nè các bạn. Ây da, và nhâm thạch. Nhâm thạch Y0, Y5, Y4, Y3, 3, 2, 1, 0. À, có bedrock. Rồi lên. Có đá nền ở dưới. Chúng ta đã thấy đá nền ở dưới. Và như vậy là ta có thể nói rằng nơi này là không có bị rớt xuống đờ voi. Bên dưới đó vẫn còn đá nền. Còn gì bắn tôi vậy hả? Muốn chết thì cứ lại đây. Rồi xong, bye bye cưng luôn. Tại vì cưng đã rớt xuống dưới đó rồi là không ai cứu cưng đâu cưng ơi. Đập này ra luôn coi, sẵn ở đây đập ra. Như vậy là ở đây nó chỉ có Coban và Adai với lại Nether Corp thôi. Ngoài ra mình không thấy gì nữa hết. Những kim loại khác chúng ta không thấy. Giờ ta qua đây nhìn cái. Và bên đây vẫn có đá nền bình thường. Đá nền thì cũng tốt. Tại vì mình muốn thử coi nếu mà nó không có đá nền, chúng ta có rớt từ trên trời rớt xuống lần nữa không. Mà điều đó là cũng hơi phi lý ở Nether đó. Giờ ta sẽ bỏ cái phần này đi. Giờ ta sẽ qua đây. Giờ đóng cái dấu này vô. Không còn bấm new được nữa. Cái này nó chỉ có cỡ chừng 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 2, 16. Vậy thôi, 16 chỗ. Ta làm cuốn mới. Chúng ta hãy qua bên đây. Mình có một bộ áo giáp của Tinker Construct. Và nó cũng có kinh nghiệm. Bộ áo giáp này sẽ cần phải được luyện để tăng cấp. Để mình thử một cái. Chúng ta tháo này ra. Chúng ta sẽ cần phải lấy bộ giáp xuống. Giờ lấy kiểu này. Rồi bấm đây. Shift phải chuột. Lấy nguyên bộ xuống. Ví dụ như chúng ta đang có là 96. Bước vô đây. Vô đây luyện cấp. Tại vì chúng ta sẽ bị sát thương là nó sẽ có được thêm cái XP để lên cấp. Cố gắng lên. Đồ bằng sắt mà các bạn, dễ sửa lắm. Này đồ bằng gì? Magma, Nice Slam. Cái này nhảy vô trong lửa là nó sẽ có thể giúp chúng ta sửa đồ. Thì cứ cho nó chạy hết đi. Đồ Tinker Construct thì nó không có hư rồi đó. Nó không có bị bể tan nát á. Bang. Và cả bộ lên cấp luôn. Ngầu thiệt. Nguyên một bộ vừa lên cấp và có thêm modifier. Ăn vô liền. Nhưng mà tình hình này vô đây mất máu làm sao ta? Có cách nào không mất máu không? Suy nghĩ. Có cách nào luyện cấp
mà không có phải chịu tình cảnh bị mất máu như vậy hay không? Mất máu như vậy cũng cần phải ăn uống này nọ vô á, và nó bắt đầu reset lại hết. Giờ nó nhân đôi từ 200 lên 400. Và chúng ta sẽ coi ta cần phải sửa đồ. Sửa đồ thì cái bộ này nói là chúng ta có thể sửa bằng cái ngọn lửa đúng không? Ngọn lửa thì lấy lửa ra liền. Ta qua đây, ta lấy một cục này xuống để làm ngọn lửa không bao giờ tắt. Để lên, đốt lửa, nhảy vô. Rồi có sửa không? Có sửa. Sửa đồ vui thiệt. Sửa đồ đứng vô lửa cái sửa đồ nhưng mà bị mất máu. Rồi phải có cách khác để hồi máu lên, ví dụ như là trên tịch Golden Apple chẳng hạn. Quất trái này vô. Rồi hết luôn, tại vì cái này kháng lửa. Kháng lửa về đây còn lên không? Không lên, kháng lửa là không lên nha. Phải không kháng lửa mới được. Rồi xong. Giờ phải uống một cái xô sữa nữa. Không có được kháng lửa. Kháng lửa là không có sửa đồ được. Không có cho kháng lửa. Giờ ta đập cái này ra. Con bò nó chưa chịu lớn nữa. À quên, xô sữa thì có đây chứ. Điện con bò làm gì? Sữa đâu? Sữa đây. Uống một cái. Lửa mất luôn. Và lên trển. Hí. Rồi sửa đồ. Vừa sửa đồ mà vừa tăng kinh nghiệm nữa. Có cái gì hồi máu không? Coi thử coi, có đồ chơi gì để hồi máu không? Healthy ring. Rồi đây là đồ chơi hồi máu. Heartbeat Regeneration. Cái này không có bấm được. Và chúng ta chỉ có những bình thuốc hồi máu thôi. Chắc chúng ta phải làm cái beacon. Mà cái beacon chúng ta đâu có nữa đâu. Chúng ta đã xài hết mấy cái ngôi sao Nether rồi các bạn ơi. Vậy phải đi đánh thêm một con Wither nữa hả? Rồi coi nó hồi máu lên này nha. Khi mà chúng ta ăn đồ ăn. Bây giờ chúng ta sẽ cường hóa cái bộ đồ này lên. Mình sẽ làm cái modifier là resistance. Đâu, nó đây. Resistance modifier. Và ta sẽ cần phải có 20 cái. Tại vì nó có 5 cấp. Mà thôi làm 4 cái trước đi. 4 cái. Giờ lấy vàng ra 1 cái. Vàng đây. Cứ đổ ra dày trước. Cái này tạm thời cất vô đây. Rồi đổ ra thì mở bên đây lên cho nó tự chạy cho nó khỏe. Mình sẽ cần phải làm ở đây là mỗi cái được một trước. Và mỗi cái này nó sẽ không có gộp chung được với nhau. Ví dụ như chúng ta gắn resistance thì nó sẽ không gắn được fire resistance. Đây là phòng ngự và nó sẽ không kháng lửa. Thì cứ kháng sát thương không kháng lửa. Giống như vanilla bình thường thôi. Kháng viễn trình công kích. Rồi kháng những vụ nổ. Mọi thứ chỉ đúng một cái mà thôi. Đây là Tinker Construct Armory. Ta sẽ coi đồ của Tinker Construct đó. Và nó còn nhiều thứ khác nữa nè. Mà chủ yếu là đồ này. Đồ này nó có cái bộ combine cái này lên. Nó sẽ tăng được cái độ cứng cáp của cao giáp. Cái spin polishing kit gì mà lên ghê vậy. Lên được cái thấp nệt 5 luôn kìa. Ghê vậy. Sao cái nhìn vô thấy ghê thiệt. Mình sẽ làm cái bộ polishing hay là bộ đánh bóng này một cái. Chúng ta coi cái polishing đâu. Đây. Nó làm được từ gì. Nó không có thông báo cho mình biết. Chúng ta sẽ cần phải bỏ vô trong đây. Giờ ta sẽ làm bằng đá cuội trước. Và lấy đá cuội. Chúng ta có bọt biển không? Mình không có bọt biển. Mình coi thử coi mình làm được công thức của bọt biển không? Spandau. Sponge. Cái cục bọt biển. Pen. Có công thức bọt biển không? Không có. Ý, có. Hydrator. Làm từ đất. Rồi thêm 3 cục nước đá. Nước đá hả? Nước đá có không? Nước đá. Nước đá không có. Bây giờ hydrator có đây. Biết rồi. Đi qua bên chỗ của cái mấy con Yeti á. Chúng ta có nước đá ở bển. Qua bển. Và chúng ta bay qua đây. Ủa, bay lộn chỗ. Bay qua chỗ mấy con Yeti á. Ở dưới này một chút xíu. Không sao, không sao. Qua bển, qua bển. Chạy qua bển. Thấy chưa? Bay cao quá rồi. Xuống thấp chút. Đó, có nước đá. Và đây là nước đá nè. Cột nước đá. Đập một phát. Chúng ta sẽ có được một đống nước đá. 21 cục. Đây nước đá nhiều lắm. Cần vô trong đây lấy. Cho nhanh. Và lấy được mớ nữa rồi đó. Quay về thôi. Có gì bên đó vậy? Nó đang chảy cái chất lỏng của redstone á. Đá đỏ ở dạng chất lỏng.
Và anh ta quay về thôi. Bấm. Về nhà. Đi rất nhanh và về cũng rất nhanh. Qua đây lấy cục đất. Đất đâu? Đất chỉ có một cục thôi. Rồi để mình làm thêm mấy cục đất thiệt nhanh cái coi nào. 64 cục đất. Chúng ta qua đây mở này lên. Để này vô. Và nó làm đất ruộng hả? Giỡn tôi à? Làm pháp lê làm gì? Tự nhiên làm đất ruộng. Rồi giờ mình sẽ để mấy này xuống. Đập ra. Nó trở về đất bình thường. Xong. Rồi chúng ta sẽ có được mấy cái spawn hay là mấy cái cục bọt biển. Rồi đất ruộng hoài. Tôi không có cần đất ruộng đâu nha. Đất ruộng làm gì nhiều. Giờ đập này ra luôn. Và đập ra. Xài cây cuốc chim để đập mấy cục đất. Vậy mới ngầu. Chúng ta đã có được những cái cục bọt biển. Lấy bọt biển. Có một cái nhìn tưởng bị ướt. Nhưng mà không phải. Giờ mấy cục nước đá nhiều vậy. Nãy thấy không có nhiều lắm. Bây giờ thấy một đống luôn. Rồi mình coi mình có thể làm trực tiếp. Được luôn. Thấp nệt cộng 5. Ghê ta. Công nhận ghê thiệt. Cục này cứng thiệt á. Cộng 5 luôn á. Rồi ta sẽ đổi ta làm bằng đá cuội coi. Đá cuội là không có cộng. Tại vì mình sẽ chuyển sang mình làm món bên đây. Giờ bên này tắt cái này đi nha. Còn 7 lóc. 7 lóc thì dư xăng. Là một cái. Và ta coi cái đó mà làm bằng coban thì sao. Coban không có. Làm bằng menulin được 3. Kỳ ấy. Được 4.5 là làm bằng thép. Và chúng ta chỉ có mỗi cái đó được 5 thôi. Ghê. Làm bằng này được 5 luôn. Ghê thiệt. Không biết nói gì luôn. Nice làm 2.5. Giờ mình sẽ làm thêm cái miếng này nữa. Polishing kit. Chúng ta sẽ thử. Đây là mountain osmium hả? Osmium chắc không có rồi đó. Coban. Coban là không nè. Giờ đổ ra coi thử là phải không không? Mà chắc chắn là không rồi đó. Cứ đổ ra coi thử thôi. Nó đây. Lấy gà, lấy gà. Cho tôi. Và không. Không gắn vô làm gì. Bởi vậy. Tự nhiên gắn vô số 0 làm gì. Qua đây. Chúng ta đang có 5 modifier lận. Gắn lên coi. Và gắn vô một cái. Ta phải lấy thêm mấy khối cát nữa. Đây là cát. Và công thức của cát. Làm thêm một mớ. Bèn bèn bỏ vô. Và lấy mớ cát này xuống xài. Mở lên. Bỏ vô. Và nó vô rồi đó. Ở đây nó đang có 5 modifier. Ý. Nó không chiếm modifier hả? Nó không chiếm luôn. Chúng ta vẫn còn 5 chỗ để có thể gắn những thứ khác vô. Ở trong đây nó có thông báo là không cần chiếm không? Không thấy. À, có nè. Không cần phải chiếm cái modifier đó. Ghê vậy ta. Nếu mà chúng ta làm nhiều nhiều chút xíu coi. Bùm. Giờ mình sẽ thử bỏ vô một cái. Cáo giáp này đang có độ cứng cáp là 5.4. Cộng 5 ở đây. Không phải là cộng lên 10 đâu. Nó chỉ cộng lên 5.9. Này là 0.5. 0.5 nha. Còn này bỏ vô đây thì sao? 5.4 và 5.4. Không có sự thay đổi. Lấy ra một cái. Bỏ vô tiếp. 5.9. Và chỉ đúng một lần duy nhất mà thôi. Chúng ta sẽ không có lần thứ hai. Nghĩa là chỉ có thể cường quá cái này một lần. Lên được 5.9, 5.4 lên 5.9. Cứ bỏ vô 5.4 lên 5.9. 5.4 lên 5.9. Thì cái bộ này của mình có thể chưa phải là cái bộ tối ưu nhất. Có những cái món đồ xịn nhất gắn trong đây. Cho nên chúng ta sẽ có những cái bộ bảo vệ nó chưa có được hoàn chỉnh lắm. Giờ cái bộ này ta đang bận là chúng ta sẽ có cái thấp nạt là 6. Là cái bộ này. Thấp nạt là cái khiên bên đây nè. Rồi nó có cái giáp riêng. Rồi ta bận bên đây lên coi. Khác liền. Ôi có giáp kìa. Khủng khiếp. Đồ tinh cơ đúng là tinh cơ construct. Càng ngày càng khủng khiếp. Áo giáp thôi. Mà tới 11.5 cái miếng giáp luôn. Và chúng ta có 10 cái độ cứng cáp luôn. Đó là chúng ta còn chưa có cho thêm cái đồ. Nó có được cái bảo vệ vô đó nha. Nó có cái bảo vệ vô nữa làm sao đây. Làm liền. Ta sẽ có bảo vệ resistant. Nó thiếu gì á? Nó thiếu mấy khối sắt hả? Ôi da, sắt hết rồi. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã có được một cây cuốc chim không bao giờ hư, cũng như là có được một cái bộ áo giáp được nâng cấp lên một tầm cao mới nữa rồi.
Còn bây giờ ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.